Siêu phẩm đẹp mà em muốn giới thiệu với các bác ngày hôm nay đó là một cặp đôi đẹp hoàn hảo và là thương hiệu nổi tiếng của đất nước Pháp thuộc đời Odo 360. Và với hai thiết kế dáng thùng khác nhau và chiếc bên tay trái màn hình của các bác là một thiết kế dáng thùng công phượng và chiếc bên tay phải màn hình của các bác là một dáng thùng vân lưu kính rào quả chuông rất là đẹp và sang trọng. Và hai chiếc Odo 360 này thì được bên em trực tiếp lên từ Odo 368 zin nguyên bản và nó chơi được hai bản nhạc, đó là bản nhạc gai huyền thoại Calium cùng với bản nhạc truyền thống Westminster điểm chuông kết bính bom. Và trong video này thì em lên giới thiệu với các bác hai mẫu sản phẩm hai chiếc Odo 360 với thiết kế hai dáng thùng khác nhau để cho các bác lựa chọn và chơi những chiếc Odo 360 với cái dáng thùng và với chất âm để ưng ý cho các bác lựa chọn đấy ạ. Và chiếc Odo 360 này thì em đã theo dõi cân chỉnh máy hoạt động chạy rất là ổn định rồi và bên em luôn đảm bảo và bảo hành chất lượng đầy đủ cho các bác để các bác yên tâm có thể sở hữu chơi những chiếc Odo 360 với giá cả rất là bình dân hợp lý cho các bác lựa chọn và sở hữu em nó các bác ạ. Và chiếc bên tay trái là một dáng thùng công phượng, em có đề với mã số là D146 với chiều cao kích thước là 76 và chiều rộng 39. Vâng, một thiết kế dáng thùng công và phượng. Và bây giờ em sẽ đi cùng chi tiết cho các bác cùng cảm nhận và ngắm nhìn hai cái dáng thùng và hai chiếc Odo 360. Vâng, với thiết kế dáng thùng công phượng đây các bác ơi. Và em sẽ không cần mô tả nhiều, em sẽ soi chi tiết từ từ cho các bác cùng ngắm vẻ đẹp của mỗi chiếc đồng hồ Odo 36 nhé. Và các bác lựa chọn được những chiếc nào thì các bác có thể liên hệ cho em. Và chiếc thùng công phượng này với bộ diện mặt số nổi chân cài cao cấp mạ chrome. Vâng, bên dưới là kính rào mảnh vắt cạnh đây. Và được một lớp vân nu và với cái tông màu sắc của em nó thì cực kỳ nổi bật và sang trọng. Và các bác cùng ngắm nhìn cho em được chạm khắc hai bên công và phượng đây các bác này. Và tổ chim rất là ý nghĩa các bác nhé. Một chiếc dáng thùng công phượng rất là đẹp và sang trọng luôn ạ. Và với điểm nhấn của em đó là tay nắm. Bây giờ thì em sẽ mời các bác cùng nghe cái âm của chiếc Odo 360 với dáng thùng công phượng. Vâng, các bác cùng em vừa nghe cái chiết âm và với cái bản gai huyền thoại của chiếc Odo 360 với dáng thùng công vượng. Và bây giờ em sẽ mời các bác cùng ngắm chi tiết về chiếc đồng hồ Odo 360 với bộ diện mặt số nổi diện đồng vàng và với một dáng thùng vân nu kính quả chuông được chạm khắc hai bông hoa hướng dương hai bên. Rất là sắc nét các bác ạ. Và với cái tông màu sắc của em nó thì cực kỳ là nổi bật và sang trọng phải không ạ? Và em sẽ không để các bác chờ lâu, em sẽ test luôn cái bản gai của chiếc Odo 360 với dáng thùng kính quả chuông đây ạ.
tâm. Hai chiếc âm của hai chiếc Odo 360 ngân nga vang vọng phải không ạ? Và các bác lựa chọn và quan tâm đến sản phẩm nào thì các bác có thể liên hệ cho em hoặc inbox qua số Zalo 0355005943 và cũng là số Zalo bên em, thì em sẽ gửi chi tiết đầy đủ và bên em bảo hành đảm bảo cái chất lượng cho các bác yên tâm chơi. Và hai chiếc Odo 360 này em giao lưu với giá là 26.500.000 các bác nhé. Và các bác quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp cho em hoặc inbox qua số Zalo. Và đến đây em xin kết thúc video. Hẹn gặp lại các bác.